Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, hôm nay như Như Hiền đã gửi đến quý vị tất cả tin tức thời tiết, khí hậu vào một ngày gọi là ngày mùng 4 Tết. Và hôm nay thì ngày mùng 4 Tết lại rơi vào ngày thứ 6, thì quý vị có điều kiện gặp bác sĩ Michael Đào và bác sĩ Nguyễn Quang Ly. Việc trước tiên xin lời gửi lời chúc Tết đến hai vị bác sĩ. Hai vị bác sĩ có ăn Tết vui vẻ không? Xin chào quý vị, chào anh Trọng và Như Hiền, chào bác sĩ Ly. Chào quý vị, chào Như Hiền và bác sĩ Đào. Ăn Tết như thế nào? Ngày mùng 1 Tết đốt pháo nhiều không bác sĩ? Vui. Ở văn phòng đốt pháo cũng nhiều lắm. Anh Trọng tuy đốt 250.000 cái pháo. Wow, 250.000 như vậy có nghĩa rằng gần tới 40 cái thùng phong pháo. Tức là mỗi một phong pháo là 16 10.000. Pháo này phải đặt không phải là cái kiểu mà pháo mà anh thấy nha. Pháo tròn không? Cũng pháo nhưng mà nó không phải trong cái cuộn gì đó cả. Yeah. Thì mỗi một cái dây như vậy là 10.000. Oh, wow. Thì có 25 sợi dây. Wow. Họ treo từ họ làm cái phim á. Yeah. Kéo thì kéo họ treo xuống. Họ đốt. Yeah. Rồi múa lân rồi có lớn. Đánh trống rồi trên này có phát hơn 500 phần quà. 500 cái nồi điện. Điện mà hoặc là cái bộ đồ nấu. Nấu. Thì tôi biết là người Việt Nam mình thích cái bộ đồ nấu hơn. Oh. Mua ít hơn. Tại vì nó cũng xem nó bằng giá với nhau. Thành ra mua cái loại này loại khác. Yeah. Thành ra bây giờ cái kinh nghiệm là mấy mốt á là mua một thứ thôi. Yeah. Tại không có mua hai thứ. Cái người tại vì thực sự giá tiền nó bằng nhau, cái giá trị nó bằng nhau. Mà người này dành cái này, người muốn cái kia đủ. Oh. Thành ra mấy mốt á là cái kinh nghiệm là 500 cái là một loại hết, không biết cho chọn lựa. Thế còn chương trình văn nghệ thì sao thưa? Đông lắm, thì có anh Công Thành, Linh, có Henry Trúc, có Nguyễn Mạnh Cường, có Hồ Hoàng Yến, có Don Hồ. Wow. And, có Băng Nhi, anh Trung Nghĩa. Wow. And, Tường CCA. Wow, đó là hình ảnh, có phải là hình ảnh đó không chị? Vâng, kính thưa quý vị, hội diễn văn nghệ mừng xuân của Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào đã được diễn ra vào sáng thứ ba nhằm vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Và kính thưa quý vị, trên những hình ảnh quý vị thấy là ông dân biểu Tyler Diệp cũng giống như ông nghị viên Phát Bụi và gia đình của bác sĩ Michael Đào với tất cả những thành viên của Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào. Quý vị thấy một số đông đồng hương của chúng ta đến tham dự và những hình ảnh chúng tôi ghi nhận đạo được sáng mùng 1 Tết âm lịch. Wow, như vậy thì quá lớn, một cái lều trà lều, cái lều bác sĩ dựng lên cũng rất lớn đó bác sĩ. Vâng, cái lều là sợ là mưa gió hay là mưa nắng á thì cho quý vị ngồi đó cho nó đỡ. Yeah. Mà cũng rất là may mắn, buổi sáng nó mưa kinh hồn lắm anh. Nắng là mưa cái rồi 12 giờ là đúng ngày 12 giờ là mình phải đi bắt đầu mình làm lễ. Thì trước đó nó tạnh rồi tới chiều là khoảng 3 giờ là nắng lên. Thế thưa bác sĩ, năm nay là năm thứ mấy rồi bác sĩ đón xuân ở tại cái Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào? 19 năm rồi. Thời gian kinh thú vị. Mới ngày nào thì năm 1975 làn sóng người Việt ồ ạt đi ra ngoại quốc, trong đó có đến định cư tại Hoa Kỳ, qua ra nhiều đợt và một số đợt thuyền nhân đi vào thập kỷ năm 80, và bác sĩ Michael Đào cũng là một trong những chàng thiếu niên trẻ tuổi tập tễnh bước vào đời sống chung với những người tị nạn tại Hoa Kỳ thấm thoát như vậy đã 40 mấy năm. Và cơ sở y tế Michael Đào đã thành hình gần 19 năm. Thưa quý vị, đây là một trong những sự hãnh diện của cộng đồng người Việt của chúng ta. Vì nếu quý vị có điều kiện đến miền Nam California đi ngang con đường Westminster, thì một cơ sở y tế rất là khang trang được nhiều người Việt chiếu cố đến. Và đó là một trong những hình ảnh mà cho thấy rằng sự có thể nói cần cù làm việc của người Việt Nam chúng ta ở tại hải ngoại. Bây giờ thì đến chương trình đặc biệt là y tế, thì Như Huyền chuẩn bị để hỏi bác sĩ cái gì nè? Cali mình á là bị traffic nhiều, mà đi á là ngồi trên xe nhiều thì nó có ảnh hưởng tới sức khỏe gì không bác sĩ? Rất hay á, ngày nào chúng ta cũng lấy xe hết phải không thưa bác sĩ? Vâng, rất nhiều người mà lái cả tiếng đồng hồ nữa. Có một người, có nhiều người là ở quận Cam mà làm việc trên Los. Tức là quý vị biết mà từ đây mà lên Los á mà kẹt xe thì quý vị tưởng tượng nó dài bao lâu. Hoặc là có người
ở ngoài bên Riverside hay Pomona mà làm việc ở trong khu quận Cam. Thì cái lái xe như vậy mỗi một ngày như vậy đa số là ở nhất là miền Nam Cali này, người ta có average là người ta lái xe khoảng nửa tiếng 45 phút để mà đi làm. Đó là average, có người đi cả tiếng. Actually, Michael có một cặp nhân viên ở tầm Macula. Tại vì nhà nó rẻ, tại vì sang mua được cái nhà ở mới đó rẻ. Mà mỗi một ngày, mỗi một each way á, lái 1.5 tiếng. Tức là 3 tiếng. 3 tiếng cuộc đời của mình mỗi ngày, đúng rồi. Thì họ nghiên cứu thấy là, tại Đại học UCLA, họ nghiên cứu thấy là chỉ cần lái 10 mile thôi, as short as 10 mile, tức là chỉ cần 10 dặm thôi, lái 10 dặm thôi, chứ không cần lái tới 3-40 dặm. Thì cái đó nó là nhiều cái effect cho sức khỏe của mình rồi. Thì nhất á, là nó làm cho áp huyết mình cao lên nè. Trong mình lái xe, nhiều khi nó bật bội, khi nó này nọ thì lái áp huyết nó cao lên nè. Cái thứ hai là làm cho nó raise cái cortisol level, tức là cái raise cái adrenaline level. Cái đó nó actually làm cho tăng cái tỷ lệ bị heart attack lên. Rồi lúc mà mình commute á, mình đi xa đó, thì of course mình đi xa mình ăn uống nó hơi dở hơn chút, đúng không? Mình ăn fast food, mình mua McDonald's, whatever, we do thức ăn không được tốt lắm. Cái thứ hai nữa, cái kế tiếp nữa là of course khi mình commute lâu thì cái ô nhiễm không khí. Đúng rồi. Mình hít vào những cái ô nhiễm, đứng ngồi freeway cả tiếng đồng hồ thì mình hít thở cái khói ở đằng xe trước mình, đúng không? Thì đó là những cái, đó là những cái ảnh hưởng mà nó làm cho giảm bớt, làm cho sức khỏe mình tệ hơn, làm cho giảm bớt cái cuộc sống của mình đi nữa. Kiểu này thì chắc Như Hiền phải complain một ngày. Như Hiền lấy bao nhiêu tiếng trên xe? Khoảng 45 phút á. 45 phút? Vậy là phải make sure là. Nhưng mà người ta nói là ok, cố gắng mà. Có những cái phương thức mà mình làm để cho make sure là cái commute mình nó healthier. Dạng như là mình keep cái xe mình nó clean, make sure cái xe mình nó clean. Listen to music mà mình thích, cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái tâm hồn. Rồi họ khuyên nữa, nhiều người á, mình đi một đường một thôi. Cái đi nhắm mắt nhắm mũi đi hoài thế là mình biết rồi, là 365 ngày mình đi là mình nhớ thôi, mình nhắm mắt mình còn nhớ đường nữa, nhưng mà họ nghĩ là cái đó không tốt. Phải đi nhiều đường khác. Mình đi đường khác nhau để cho cái mind của mình nó open up. Cho nó thấy nó working hơn là cứ ngồi đù một chỗ, đúng rồi, toàn như vậy. Khi mind mình working thì coi như công việc mình cũng bị đuổi luôn. Lại không thể lạc được. Đi trễ lạc đường. Đi trễ lạc đường luôn. Rồi hay mình listen to những người Phật giáo, họ listen to thầy tu, hay là cha công giáo thì listen to cha nói về kinh đó. Chú Đại Bi vừa đi vừa họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật bên đây thì lại Chúa cho con trúng số chiều nay. số lớn lắm, sao mà anh trọng nhắc nhở vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ, có một cái sự kiện là chúng tôi thấy gần 121.5 triệu người trong năm 2016, là như vậy nó tới có khoảng 48%. Là những người này thì là những người lớn, phần lớn là họ đi vào một cái trường hợp là bị về cái vấn đề bệnh tim nhiều. Vì sao vậy thưa bác sĩ? Thì kính thưa quý vị, năm 2017, 2016 là khi mà lúc đó hội y sĩ, hội y sĩ, hội bác sĩ về chuyên môn về tim mạch á, ở tại Hoa Kỳ, họ hơi thay đổi một chút xíu. Là vì hồi xưa á, là quý vị biết là từ mình bị cao máu, là bị áp huyết cao, định nghĩa là từ 140 trở lên. Bây giờ họ lâu nó xuống, họ làm thấp xuống. Cho nên những người nào có thể nói là bị cao máu rồi đó, nếu mà mình từ 130 trở lên. Thì quý vị nhớ với quỷ đo áp suất ở đây, nó là từ 135 trên 85 hay là 160 trên 90 mấy đó. Đó là cái số áp huyết cao của mình. Thì từ vì cái định nghĩa mà nó hơi thấp xuống chút xíu, bởi vì họ muốn make sure là những người mà từ 137, 138 họ cũng phải cẩn thận, chứ không phải là nghĩ ô tôi dưới 140 cho không có bệnh thở ăn gì hết, không có để ý ăn uống thả cửa. Thì họ thấy là cái bệnh tim mạch á, nó been decline, bởi cái số tử vong lại cao hơn. Và quý vị nhớ là bệnh overall, nói về bệnh tim á, tại vì quý vị biết là trong mấy chục năm qua người ta nói rất nhiều, đúng không, chọn không cholesterol. Như Hiền biết là mình phải uống thuốc cholesterol, rồi mình phải make sure là mỡ nó giảm, đừng có nghẽn động trong cái mạch máu của mình. Thì mà bây giờ cái người ta vẫn, rồi những người khác, tức là những người trẻ hơn nữa, họ bây giờ những người trẻ hơn còn có nhiều bệnh cao máu nữa. Tại vì họ ăn uống như hạn như là ăn mặn, ăn đồ nhiều, không tập thể dục thể thao, cái lifestyle của mình nó ngồi một chỗ, mình coi tivi, ngồi coi cái màn ảnh thôi. Lái xe 3 tiếng một ngày thì of course thời gian đâu mà có tập thể dục thể thao, làm cho những cái tim mạch của mình nó dẻo gian như vậy. Thì do đó quý vị
nhớ là tim mạch cũng là một cái bệnh mà làm ta gây tử vong nhiều nhất ở nước Mỹ. Không phải ung thư, không phải những cái khác. Thành ra lo lắng với cái tim mạch, phải make sure là áp suất mình tốt, make sure là cholesterol mình tốt. Lúc nào cũng như nào mình đi gặp bác sĩ mỗi tối thiểu mỗi năm một lần để check cái lượng cholesterol rồi mình uống thuốc như vậy để hy vọng quay để cho cái cuộc sống mình nó sẽ khỏe hơn và sống lâu hơn. Giờ mai muốn hỏi bác sĩ về cái chuyện như là tattoo. Tức là đôi lúc chính em cũng thích có một cái tattoo right. Tattoo là xăm đó phải không? Xăm vậy. Thì nó có ảnh hưởng gì tới bác sĩ nghĩ về nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Cái quan trọng là cái tattoo how những người public á, những người mà như mình nè, thấy một cái cô gái xăm mình đấy á, mình nghĩ những người đó làm sao? Mình nghĩ người đó sao, đàn ông vậy, anh chàng nào mà vô thấy xăm mình đầy hết thì mình nghĩ thường cái concept á là những người đó là những người là rebellious nghĩa là chống, nghĩa là đi ngược với xã hội á. Những người đó là những người ví dụ như là du đảng, mình nghĩ như vậy đúng không? Mình nghĩ như vậy thôi. Đó là mình nghĩ như vậy. Và hồi năm 2007-08 ở tại Germany là Đức á, họ thấy những người mà có tattoo á, có xăm mình nhiều á thì có nhiều mental issue hơn. Có vấn đề tâm thần nhiều hơn. Rồi họ những người đó thường liên tới là uống rượu bia nhiều hơn, dùng thuốc nhiều hơn, có những cái sexual activity nhiều hơn, bậy bạ hơn đủ thứ vậy. Đó là Đức. Nhưng mà rồi có đó là về năm 2007-08, nhưng mà có những cái trẻ em mới bây giờ gọi là millennium á, những đứa mà 17-18-19 tuổi bây giờ á, tụi nó thích tattoo kinh khủng lắm. Thì sau khi này mình có thể nói thêm về cái effect của tattoo on các em bé. Nhưng mà chắc chắn quý vị sẽ thấy coi tất cả những cầu thủ đánh basketball của NBA Hoa Kỳ cũng giống như những người đánh football thì mình không thấy được. Nhưng mà phần lớn những NBA player thì người nào cũng có tattoo. Hết. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.